Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Người Nổi Tiếng, và sau đây là tin rò rỉ hình ảnh Khởi My đi thử váy cưới cùng Kevin Khánh. Hình ảnh Khởi My xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thời gian qua, Khởi My và Kevin Khánh đã khiến cho người hâm mộ lẫn giới truyền thông ngã ngửa khi bí mật tổ chức lễ đính hôn tại Long Khánh, Đồng Nai, quê nhà của giọng ca gửi cho anh. Ngay sau đó, cặp đôi chính thức xác nhận đám hỏi là có thật trong một buổi ghi hình. Không chỉ vậy, cả hai còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào như món quà tinh thần gửi tới các fan. Theo nhiều nguồn tin, đám cưới của Khởi My và Kevin Khánh diễn ra vào cuối năm nay, cụ thể là tháng 11. Vừa qua, cặp đôi cũng bất ngờ nhận được lời chúc phúc từ Mỹ Tâm. Hiện tại, Khởi My và Kevin Khánh vẫn bận rộn với lịch diễn dày đặc. Bên cạnh đó, cặp đôi tranh thủ lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Mới đây, hình ảnh Khởi My xinh xắn trong chiếc váy cưới nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan. Những đám cưới hỏi của showbiz Việt gây choáng khán giả. Khởi My, Kevin Khánh. Vào ngày 25 tháng 4 vừa qua, cả làng giải trí chấn động trước thông tin Khởi My và Kevin Khánh làm lễ hội tại Long Khánh. Cả hai hoàn toàn giữ bí mật về thông tin này cho đến sáng ngày 25 tháng 4, khi đoạn livestream trên trang cá nhân của Kevin Khánh ghi lại nội dung buổi lễ đám hỏi của anh và Khởi My được chia sẻ mới khiến cho mọi người bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, dù bị đồn đoán nhưng hai ca sĩ chưa từng công khai tiết lộ mối quan hệ tình cảm của họ. Cũng chính vì quá bất ngờ nên rất nhiều khán giả cho rằng họ có thể đang thực hiện một MV ca nhạc nào đó, chứ không phải là đám hỏi. Tuy nhiên, người bạn thân của cặp đôi đã lên tiếng xác nhận thông tin cả hai tổ chức đám hỏi tại Long Khánh là chính xác và sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Nam ca sĩ Nam Cường. Nam Cường từng khiến cho showbiz Việt xôn xao khi tối ngày 14 tháng 3, 2016 bất ngờ tổ chức đám cưới tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Nam Cường chưa từng nhắc đến bạn gái, người yêu hay chuyện đám cưới của mình ở bất cứ phương tiện truyền thông nào. Bởi vậy, nhiều người bất ngờ khi hay tin nam ca sĩ lên xe hoa cùng người bạn gái của mình. Được biết, để đảm bảo sự riêng tư cho hôn lễ, các khách mời bắt buộc phải mang theo thiệp mời, và gia đình hai bên cũng yêu cầu ngăn cách không để lộ thông tin. Do vậy, những hình ảnh tại đám cưới của Nam Cường vẫn được một số người chia sẻ trên mạng xã hội, và buổi lễ sau đó tại Hà Nội đã được đưa tin rộng rãi tới khán giả. Á hậu Dương Trương Thiên Lý. Tháng 8 năm 2011, đám cưới của Á hậu Dương Trương Thiên Lý và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Vũ, đơn vị từng có công đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Thế giới về tổ chức tại Việt Nam vào năm 2008, đã diễn ra tại một khách sạn 5 sao. Vốn là người đẹp kinh tiếng trong chuyện tình cảm, nên đến phút chót khán giả mới biết được về ngày trọng đại của cô. Vợ chồng Thiên Lý cũng bỏ ra một số tiền lớn để thuê đội an ninh bảo vệ trật tự cho đám cưới, và chỉ một số hình ảnh hiếm hoi của đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội. Đám cưới của Thanh Bùi cũng được bảo mật hết sức kỹ lưỡng, và đến nay mới chỉ có duy nhất một tấm hình trong lễ cưới được lộ ra ngoài. Đó là vào cuối năm 2013, Thanh Bùi gây bất ngờ khi làm đám cưới với bạn gái là Huệ Vân, nàng tiểu thư của gia tộc giàu có tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của cặp đôi này cũng được hạn chế khách mời và bảo vệ kỹ lưỡng. Đám cưới Ngọc Thạch và thiếu gia Đỗ Bình Dương. Chồng của siêu mẫu Ngọc Thạch là Đỗ Bình Dương, xuất thân trong gia đình giàu có ở miền Bắc, nên đám cưới của đôi trai tài gái sắc được tổ chức hoành tráng. Đây được xem như đám cưới lộng lẫy nhất ở Hà Nội trong nhiều năm trở lại đây. Hôm lễ được tổ chức trong cả ba sảnh tiệc lớn của Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, rộng tới gần 4.000 m². Số lượng khách mời khủng, khoảng 3.000 khách được dự tiệc trong một không gian tráng lệ và âm thanh ánh sáng và các chi tiết cầu kỳ tỉ mỉ. Tổng chi phí của hôm lễ này được ước tính lên tới khoảng 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng phần trang trí đã tiêu tốn 3 tỷ đồng. Điều đáng nói, đôi Yên Ương Ngọc Thạch và Bình Dương thuê trọn ekip chuyên nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh và đặt mọi phụ kiện thiết bị cần thiết cho hôn lễ tại Sài Gòn để thay đổi tất cả những không gian sảnh tiệc cũ, biến một khu nhà triển lãm rộng nhưng tối thành một cung điện lộng lẫy. Trang Trường tổ chức cưới xa hoa tại Mỹ và Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, Trang Trường tổ chức tiệc cưới tại Mỹ, quê nhà của Thủy Tiên, vợ anh. Trước đám cưới, nam ca sĩ tiết lộ đám cưới tại Mỹ của anh tiêu tốn khoảng 145.000 USD, tương đương khoảng 3 tỷ đồng, trong đó chưa kể đến chi phí cho trang phục cưới. Trong hôm lễ, cô dâu Thủy Tiên diện ít nhất hai bộ váy cưới và một chiếc áo dài đen, trong đó váy cưới cô mặc trong hôm lễ của nhà thiết kế Vera Van danh tiếng. Không dừng lại ở đám cưới tại Mỹ, đầu tháng 6, Đan Trường tổ chức hôn lễ lần 2 tại khách sạn cao cấp giữa trung tâm Sài Gòn. Tiệc cưới có sự tham dự của khoảng 250 khách mời, với không gian ngập tràn hoa và nến. Tính tổng chi phí cho hai hôm lễ hoành tráng, ước tính Trang Trường cũng phải chi tới 4 đến 5 tỷ đồng cho đám cưới. Đám cưới kính tiếng của Ngọc Nữ Tăng Thanh Hà.
Đám cưới của Tăng Thanh Hà diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô cũng tổ chức lễ cưới tại Philippines, là quê hương của chú rể Lâu Nguyễn. Trong hôm lễ tại Sài Gòn Ngọc Nữ, diện váy cưới lộng lẫy trị giá hơn 200 triệu đồng. Dù không chia sẻ nhiều về hình ảnh trong hôm lễ, nhưng tại sảnh đón tiếp, mọi người đều cảm nhận được không gian sang trọng toát ra từ ánh nến và hàng nghìn bông hoa lan, hồ điệp, kiêu sa làm đẹp cho tiệc. Hoa hậu Phan Thu Ngân. Tháng 1 năm 2017, đám cưới của Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu Phan Thu Ngân cùng chồng là doanh nhân Doãn Văn Phương cũng gây choáng cho khán giả bởi rất nhiều con số khủng. Một lễ cưới với những con số ấn tượng và phong cách quý tộc sang chảnh bậc nhất tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Đám cưới sử dụng toàn bộ hoa tươi được nhập trực tiếp từ Đà Lạt. Hơn 3.000 cành cẩm tú cầu kết hợp với hồng, các tường xanh, hoa peony, tulip, lan hoàng thảo, lan hồ điệp được sử dụng trong tiệc cưới. 1.000 cành long vũ được gắn trang trí khắp các bàn tiệc và sảnh. Đây cũng là con số khách mời của tân lang tân nương. Chiếc váy cưới được nhà thiết kế Phương Linh dành cho 300 giờ đồng hồ để hoàn thiện với nghiên cứu từ ren Pháp và pha lê ngoại nhập. Ngoài ra, số vàng cô dâu đeo do bà ngoại, mẹ, dì bác và họ hàng tặng. Theo một nguồn tin riêng, mẹ cô dâu còn tặng con gái chiếc nhẫn kim cương trị giá sắp xỉ 1 tỷ đồng. Trước đó, lễ hỏi và lễ rước dâu theo phong tục truyền thống của Hoa hậu Trần Thu Ngân và doanh nhân Doãn Văn Phương đã diễn ra tại Hải Phòng. Chú rể đại gia đã tặng cho cô dâu chiếc siêu xe trị giá gần 40 tỷ đồng làm quà cưới. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.